xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em sẽ làm video bánh cây đào thế gốc Tam Đa cổ. Đấy, săn lùng mãi hôm nay mới được cây đào đẹp này các bạn. Đấy, đang khởi công đào về. Vâng. Thế đây các bạn. Đấy, cái này có đẹp không các bạn? Đấy, hoa lở cực đẹp. Đấy, đào phai nhé các bạn. Đấy, cánh đào cực đẹp luôn, cánh rất dày và đẹp. Thế gốc thế đẹp chưa các bạn? Cái này đang phải bó gốc vào, bó gốc vào để triển khai bánh. Cho bác xem cây cực đẹp luôn, nhà bé như có cây đào chất lượng luôn. Đánh xong thì em sẽ vận chuyển về, thì em sẽ lại quay video cho các bác về nhà mới nhé. Thân rất già cỗi, sân xui này, hoa này. Hoa cực đẹp luôn. Dạ cháu ơi, ăn nhà xong rồi mà đòi xuống đánh gốc cây đào. Cháu vẫn nghỉ. Chín năm ạ. Gãy người. Cực già này các bác. Tay rất đẹp luôn. Cái này về sẽ cắt một số cành đi, rồi mình sẽ quấn tạo cái thế nó. Gốc Tam Đa này có phải gốc Tam Đa không? Gốc cực ok luôn. Cực già sần xìu. Đang phải đánh lên. Ôi trời, nhà chán rồi. Thôi cháu không ở đâu. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đánh nha các bác nha. Mình sẽ đánh gốc này để kịp chuẩn bị chuyển về nhà mới nha các bác nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo. Rồi, bây giờ đang chuẩn bị đưa em nó về nha các bác ơi. Ok. Đấy, đưa em cổ thụ, đào cổ thụ về với chỗ mới nhá. Hoa chơi Tết. Quá ok các bác nhá. Chuẩn bị mai, chuẩn bị lên sóng nhá. Hoa bay phấp phới cả. Đang đưa em nó về bến mới, nơi ở mới nhá. Các bác ơi, sau thời gian này đánh vật với cụ đào thì cuối cùng một thời gian rong ruổi trên xe đây các bác chưa hoàn thiện. Đấy, mà đánh vật với cây này nó bởi vì cái đường vanh gốc nó khá là khủng, và ba gốc, ba cái tay ba chân như này. Không biết đây có phải là Tam Đa các bác thì các bác Tam Đa thì cụ đào đã được an tọa trong khuôn viên tại gia đình của nhà em. Đấy, cũng phải khá là vất vả mới chuyển được em này nó về, thì chưa hoàn thiện như các bác ạ, nhưng mà đã phải có sự giúp sức của rất khoảng 4-5 người thì mới cho cụ an tọa bồn này. Bồn này thì em mới xây hôm qua. Đấy, thì đã
lại phải đục gạch ở sân đi, cắt gạch đục ở sân đi, thì để cho nó cho cụ nằm luôn ở trong này luôn. Thì đào khá là đẹp đúng không các bác? Thì cây này nó đang ra đào hoa rất là đẹp, đang ra quả rất là nhiều đây. Đây các bác, hoa vẫn còn rất nhiều chứ. Cây này đã rụng bớt rồi, bởi vì hôm qua là mình xử lý là nó sẽ rụng bớt hoa này. Khi lát nữa thì mình sẽ là tỉa hết những cái cành này đi để cho đâm chồi khác, để chuẩn bị nuôi thân nuôi cành cho phát lộc cho năm 2023. Thì bởi vì là cái gốc này nó khá là to và cái quầng vầng nó rất lớn này, nên là em phải nhờ sự hỗ trợ của vài người thì mới có thể đưa được bộ cây gốc này vào đây. Bởi vì mình không có máy, không có máy cẩu gì thì nên là cũng khá là khó khăn, nhưng mà hy vọng là ok. Đây thì nó cũng không có nhiều, bởi vì nó đa phần là dễ dễ chùm các bạn, nó không có dễ cọc mấy, dễ cọc thì ít. Đây thân này các bạn này, gốc quá là ok luôn, rất là già này, sân xuôi này. Cây gốc đẹp đây các bạn, đấy gốc cái kia bé tí luôn, cầm to rất là to nhé, cái vành thân thế cây này khá là đẹp luôn các bạn, tay nghiêng ngả ok lắm, sân xuôi có cả. Thì đa phần là dễ chùm nên là khả năng là em phải điều chỉnh lại gốc cây này một tí các bạn ạ. Thì hôm nay thì để mà cây mong cây nó phát triển tốt thì mình cũng cần phải sử dụng cái loại kích thích thuốc bọc thuốc để xử lý phần rễ và kích thích, thứ hai là kích thích cho ra rễ nó phát triển nhanh hơn. Thì ở đây thì em sẽ sử dụng cái keo liền ra cây nhé, Mỹ Tiến này các bác này. Đấy. Thì loại này thì nó có công dụng. Đây các bác là em mua loại này là có mấy chục nghìn thôi, cũng rẻ thôi. Thì đây là công dụng của nó này, bảo vệ và vết cắt sau khi cắt tỉa cành này. Đấy, ngăn ngừa các lấm vi khuẩn này, rong rêu xâm nhập đấy. Tức là mình sẽ xử lý là mình cắt những cái rễ to. Rễ to đi mình cắt rồi thì bây giờ mình sẽ, sau đó mình sẽ bôi cái vết liền, cái thuốc liền, keo liền ra cây này vào cái rễ cây này để cho nó đảm bảo được là cây nó không bị nấm mốc hay là nó bị hỏng rễ nha các bác nhá. Mình lấy cái kem đánh răng, cái bàn chải đánh răng mình có thể nhúng vào đây, mình cái này dùng trực tiếp luôn các bạn, lắc lên là dùng trực tiếp luôn. Tức là mình sẽ bôi vào những cái đầu vết cắt của nó nhé, hoặc là cắt tỉa các cành này mình cũng có thể cắt tỉa và sẽ mình xử lý là bôi keo luôn để nó đảm bảo nhé, nó không bị hỏng cây hỏng cành. Và thứ hai là sau khi bôi thời gian thì khoảng 2-3 ngày thì mình sẽ sử dụng loại da rễ cực mạnh này, lại L3M này các bác nhé, loại này 25.000 này. Đấy, để sử dụng là hỗ trợ cây, vì là cây mình đánh đi thế này nó sẽ bị suy cây và nó sẽ yếu hơn chút, nên mình sử dụng cái này để bổ sung lại năng lượng, tái tạo lại sức sống cho nó khỏe mạnh hơn các bác nhé. Đấy. Nên mình sẽ sử dụng N3M, mình pha vào nước rồi mình tưới trực tiếp lên. Đấy, tưới lên gốc thì cái này em sẽ vẫn phải xử lý lại một chút. Đấy, thì hy vọng là sẽ ổn các bạn đây. À, bây giờ là em sẽ, sau đó em sẽ đang xử lý phần gốc trước, sau đó mình sẽ cắt tỉa cành cho nó hợp lý, cho nó để mình sẽ uốn lại một số cành thế bỏ đi, bỏ một số cành tay, chính là cái tay ở giữa kia là sau phải cái tay chìa nhỏ nhỏ kia, sau mình xử lý bỏ đi, chia cành đấy ra chỗ khác bỏ đi. Rồi ok các bác, bây giờ em sẽ xử lý trước cái phần rễ trước ạ. Đấy.